Theo New York Times đưa tin ngày 2 tháng 8, quân đội Ukraine đang từ bỏ các chiến thuật được phương Tây đào tạo và quay lại chiến lược tấn công tầm xa nhằm vào các lực lượng của Nga. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu Kiev có đủ đạn dược để duy trì một kế hoạch như vậy hay không. Kể từ khi bắt đầu vào đầu tháng 6, các quan chức Ukraine và phương Tây đã thừa nhận cuộc phản công không diễn ra với nhịp độ như kỳ vọng. Tấn công của các bãi mìn của Nga mà không có sự hỗ trợ trên không, các xe tăng và xe bọc thép của Ukraine do phương Tây cung cấp đã bị không quân và pháo binh Nga nhắm vào. Nga ước tính cuộc phản công đã khiến Ukraine tổn thất ít nhất 30.000 binh lính. Ở tuyến đầu của cuộc phản công là 9 lữ đoàn của Ukraine được NATO huấn luyện, mà một trong số đó, lữ đoàn cơ giới 47, được cho là đã tổn thất 30% xe chiến đấu bộ binh Bradley trong 2 tuần. Phản ứng trước những tổn thất này, theo New York Times, các chỉ huy của Ukraine đã phải thay đổi chiến thuật, tập trung vào việc làm hao hụt các lực lượng của Nga bằng các hệ thống pháo và tên lửa tầm xa thay vì lao vào các bãi mìn dưới hỏa lực. Với thời gian huấn luyện hạn chế, các binh lính của Ukraine gặp không ít khó khăn khi thực hiện chiến thuật phối hợp theo lực lượng tiêu chuẩn NATO. New York Times đưa tin, đồng thời dẫn ra các vụ việc khi chỉ một đơn vị của Ukraine lạc khỏi con đường an toàn và rơi vào một bãi mìn hay một đơn vị bộ binh khác không thể tiến hành cuộc pháo kích và phòng tuyến của Nga sau đó, khiến các lực lượng của Moscow có thời gian để chuẩn bị phản công. Mặc dù học thuyết quân sự NATO khẳng định chiến tranh cơ động được tiến hành sau khi các lực lượng thiết lập ưu thế trên không, nhưng Ukraine đã tiến hành cuộc phản công mà thiếu nhân tố quan trọng này trong chiến lược. Tuy nhiên, Phương Tây cho rằng lối đánh mới theo cách NATO của Ukraine có lợi thế ẩn giấu, có thể giúp Kiev có sự linh hoạt và tốc độ cần thiết để vượt qua cuộc xung đột tiêu hao có lợi cho Nga và giành lại các vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát. Thực tế là điều này đã không xảy ra, qua đó đặt ra những câu hỏi về chất lượng huấn luyện mà Ukraine nhận được từ phương Tây và việc liệu hàng chục tỷ đô la Mỹ vũ khí có thành công trong việc biến quân đội Ukraine thành lực lượng chiến đấu theo tiêu chuẩn NATO hay không. Với việc quân đội Ukraine dường như quay về lối đánh tập trung và pháo kích, vấn đề đạn dược có thể được đặt lên hàng đầu kho vũ khí của Mỹ đã cạn đến mức Washington đang gửi đạn trùm thay vì đạn pháo 155mm theo tiêu chuẩn NATO, và New York Times cho rằng với việc tiêu hào đạn dược, Ukraine có nguy cơ gặp bất lợi trong cuộc xung đột tiêu hào.